Chào mọi người, trong video này thì Mua sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể nghe hiểu cũng như là đọc được cái dạng câu hỏi này trong tiếng Anh, trong thực tế. Did you và do you. Ví dụ, nếu mà nói đầy đủ thì sẽ đọc là Did you call me? Nhưng mà nếu như mà người ta nói nhanh thì sẽ nghe giống như là Did you call me? Thì cái phần did you, nối âm sẽ thành giống như là Did you call me? Did you call me? Nó nghe chỉ như vậy thôi, nghe có cái âm gió ở giữa. Did you? Did you call me? Hay là Did you do your homework? Did you? Thế còn với cái từ do you thì đọc đầy đủ không có sai, người ta bảo do you. Ví dụ, do you think he's a good man? What do you think? Nhưng khi nói nhanh thì các bạn sẽ cảm thấy là cái do đến giống như là đọc thành giờ, và cái you có thể giảm thành giờ. Như vậy câu này người ta có thể đọc là Do you think he's a good man? Hoặc người ta sẽ giảm tiếp thành là Do you think he's a good man? How do you know? Thì có thể giảm thành How do you know? Đó. Do you know that? Do you know that? Thì các bạn thấy người ta không phải lúc nào người ta đọc rõ ràng, người ta từng từ là do you, mà người ta hay đọc là do you, hoặc là do you. Ok, tôi hy vọng là video này cũng sẽ giúp các bạn khai phá thêm một phần nào đấy trong khi mà các bạn nghe tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh thực tế nghe nó rõ ràng hơn. Hãy comment ở dưới xem là bạn thích phần did you hay là do you hơn nhé. Chúc các bạn thành công. Bye bye.